Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Nguyên Đại 92. Hôm nay thì Nguyên Đại 92 về rất nhiều voi luôn mọi người ạ. Rất khẩn thiết là những anh em nào mà chạy ngân sách lớn, chạy ngày từ 10 tới 20 triệu đổ lên á, thì anh em muốn chạy theo mức là chạy 10 triệu nhưng mà chỉ trả 4 triệu 2 thôi, thì anh em có thể là liên hệ tới Nguyên Đại 92 để cắt hàng chạy liên tục anh em ha. Thì Nguyên Đại 92 để show một số con voi cho anh em xem. Đây là hiện tại con voi ngày hôm nay nó đáp anh em ha. Đây là Brazil. Rồi anh em xem cái tiếng của hắn ha. Rồi nó sẽ nhảy liên tục anh em ha. Này, con này sẽ F5 này cho mọi người xem ha. Đấy, đây là cái tiếng của con voi Brazil. Rồi, đây là con voi tiếp theo mọi người ha. Rồi tiếp theo nữa mọi người ha. Đấy, đây là những con voi mà team Nguyên Đại 92 đang cầm. Và ngân sách cho voi thì không giới hạn anh em nhé. Và luôn luôn đắp đều cho anh em. Cái việc này thì anh em sẽ nhận tài khoản và tự lên cam anh em nhé. Và cái này thì nó sẽ căng cả vi phạm chính sách nặng cho anh em luôn. Và voi đắp đều mỗi ngày để cho anh em chạy anh em ha. Nếu như anh em có bất cứ thắc mắc nào thì anh em cứ để lại dưới phần bình luận đi, hoặc là anh em liên hệ trực tiếp thông tin của mình ở phần bio anh em nhé. Bye bye anh em.